Để đảm bảo an toàn cho trẻ trước dịch COVID-19, một số địa phương đã cho học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến. Tại Quảng Bình, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới quyết định đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trong đó các lớp học có học sinh F0 và lớp 3, 4, 7, 8 học trực tuyến. Học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 5, lớp 6, lớp 9 học trực tiếp. Bố trí học 2K nhằm giảm tối thiểu số lượng tham gia học trong một buổi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cũng ra văn bản về việc tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch COVID-19. Trường phân công giáo viên thường xuyên liên hệ phối hợp với gia đình trong việc nắm bắt tình hình sức khỏe, tư vấn chăm sóc học sinh. Tại Lâm Đồng, học sinh từ lớp 6 trở xuống ở 15 trên 16 phường xã thuộc thành phố Đà Lạt bắt đầu học trực tuyến từ ngày 23 tháng 2. Trẻ mầm non tạm dừng đến trường do dịch COVID-19. Học sinh tiểu học và lớp 6 ở Hà Nam tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến trong thời gian 2 tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch. Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Giáo dục đào tạo, Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã tạm dừng việc học trực tiếp